Cô mến chào các con. Thế là một tuần đã trôi qua, hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau. Các con đã chuẩn bị đủ dụng cụ học tập và sẵn sàng để vào học chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con thêm ba vần mới. Vậy không biết ba vần đó là ba vần gì? Đọc như thế nào? Các tiếng và các từ chứa ba vần đó là các tiếng từ nào? và viết ra sao? Các con hãy cùng cô tìm hiểu qua bài 36, trang 84, sách tiếng Việt lớp 1, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trước tiên, cô mời các con hãy quan sát tranh sao. Các con nhìn thấy được gì trong tranh nè? con thưa cô tranh vẽ bà của bạn nam và bạn nam đang ngồi gói bánh ạ à? à. trong tranh là bà của bạn nam và bạn nam đang làm một món đặc sản của miền bắc đó là món cốm đó các con mùi hương của cốm đã lan tỏa khắp thôn xóm và bạn nam cũng đang ngửi cái mùi hương của cốm với nội dung bức tranh như vậy cô có câu sao các con hãy lắng nghe cô đọc. Hương, cớm, thơm, thôn, sớm. Các con hãy cùng đọc theo cô. Hương, cớm, thơm, thôn, sớm. Các con hãy nhìn xem trong câu này. Tiếng sớm có vần ôm. Tiếng cớm có vần ôm. Và tiếng thơm có vần ôm. Đây là ba vần mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là vần ôm, ôm và ôm. Các con hãy nhìn xem ba vần mới này điểm giống nhau và khác nhau là ở chỗ nào? À, điểm giống nhau của ba vần này là đều có âm mờ đứng sau. Còn ba vần này điểm khác nhau là vần ôm có âm o đứng trước vần ôm có âm o đứng trước và vần ôm có âm ơ đứng trước các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đánh vần và đọc trơn ba vần này o m ôm ôm m ôm 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 ôm, ôm con hãy lắng nghe cô đọc lại, a, m ôm um, ôm um. o m ôm um, ôm um. m ôm ôm cô mời các con hãy đọc, a m ôm um. ôm um. ô m ôm um. ôm um. m um. ôm um. ôm um. với phần ôm Cô có tiếng sớm. Trong tiếng sớm, có âm sờ đứng trước, vần ôm đứng sau, dấu sắc trên đầu âm o. Các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn đánh vần và đọc trơn tiếng sớm. Sờ, ôm, sơm, sắc, sớm, sớm. Sờ, ôm, sơm, sắc, sớm, sớm. Cô mời các con hãy đọc nào sờ ôm sớm sắc sớm sớm bây giờ cô sẽ đọc lại ba vần và tiếng mới ôm 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 sờ ôm sớm sắc sớm sớm các con hãy đọc thử xem nào ôm 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 sờ ôm sớm sắc sớm sớm để biết tiếng sớm được ghép như thế nào các con hãy chú ý xem cô hướng dẫn ghép tiếng sớm từ bộ thẻ chữ tiếng việt từ bộ thẻ chữ cô lấy âm sờ ghép trước rồi cô lại lấy âm o ghép phía sau âm sờ rồi cô lại lấy âm mờ ghép phía sau âm o cuối cùng cô sẽ lấy dấu sắc ghép trên đầu âm o để tạo thành tiếng sớm các con hãy cùng đọc theo cô tiếng vừa ghép được sớm sớm các tiếng hôm nay chứa phần ôm 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 là các tiếng gì các con hãy chú ý theo dõi tiếp nhé trước tiên cô có hai tiếng các con nhìn xem điểm giống nhau của hai tiếng này là điểm nào nè à điểm giống nhau của hai tiếng này là đều có vần ôm đứng sau các con hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn đánh vần và đọc trơn hai tiếng này khờ ôm khơm sắc khóm khóm vờ ôm vơm quyền vòm vòm cô mời các con hãy đọc vờ ôm khơm sắc khớm khớm vờ ôm vơm quyền vòm vòm cô lại có hai tiếng các con cũng thử tìm xem điểm giống nhau của hai tiếng này à điểm giống nhau của hai tiếng này là đều có phần ôm đứng sau. Các con hãy chú ý lắng nghe, cô hướng dẫn đọc nhé. n ôm nôm nặng nộm, nộm. Tờ ôm tôm, tôm. Cô mời các con hãy đọc nào. Nờ ôm nôm nặng nộm nộm tàu ôm tôm tôm cuối cùng cô cũng có hai tiếng cô đố các con hai tiếng này điểm giống nhau là ở chỗ nào à điểm giống nhau của hai tiếng này là đều có phần ôm đứng sau các con cũng lắng nghe cô đọc nhé bờ ôm bơm quyền bờm bờm rờ ôm rơm rơm cô mời các con đọc bờ ôm bơm quyền bờm bờm rờ ôm rơm rơm chúng ta sẽ cùng luyện đọc lại sáu tiếng nhé các con khờ ôm khơm sắc khóm khóm vờ ôm vơm quyền vờm vờm nờ ôm nơm nặng nậm nậm Tờ ôm tơm tơm bờ ôm bơm quyền bờm bờm rờ ôm rơm Rơm, khớm, vòm, nộm, tôm, bòm, rơm. Cô mời các con hãy luyện đọc. Vờ ôm khóm sắc khóm khóm Vờ ôm vôm quyền vòm, vòm. Nờ ôm nôm nặng nộm, nộm. Tà ôm tôm tôm bờ ôm bôm quyền bòm bòm rào ôm rơm rơm khóm vòm nạm tôm bòm rơm chúng ta sẽ qua luyện đọc từ nhé các con cô có bức tranh thứ nhất các con có biết đây là con gì không các con đã từng thấy bao giờ chưa? À, đây là một con đơm đớm đèn. Con đơm đớm này vào buổi tối có thể phát sáng đó các con. Cô có từ đơm đớm. Còn đây là con gì vậy các con? Đây là một chú chó đớm rất là đẹp. Cô có từ chó đớm. Còn đây là tranh vẽ một mâm cơm. Cô có từ mâm cơm các con hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn đọc các từ đờ ôm đơm đờ ôm đơm sắc đớm đơm đớm chờ o cho sắc chó đờ ôm đơm sắc đớm chó đớm mờ âm mâm cờ ôm cơm mâm cơm cô mời các con hãy đọc đờ ôm đơm đờ ôm đơm sắc đớm đơm đớm chờ o cho sắc chó đờ ôm đơm sắc đớm chó đớm mờ âm mâm cờ ôm cơm mâm Bây giờ chúng ta sẽ qua luyện đọc cả bài. Các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo để sau đó các con sẽ đọc lại. Ôm, ôm, ôm. Sờ ôm sơm sắc sớm, sớm, khớm, vòm, nọm, tôm bờm rơm đơm đớm chó đớm mâm cơm cô mời các con hãy đọc ôm 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 sờ ôm sớm sắc sớm sớm khớm vòm nộm tôm bòm rơm chó đớm mâm cơm cô vừa hướng dẫn các con đọc xong tiếp theo các con hãy chú ý cô sẽ hướng dẫn cho các con viết chữ ôm 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 chữ chó đớm và chữ mâm cơm để viết chữ ôm trước tiên cô sẽ viết con chữ o cao hai ô ly sau đó cô sẽ viết nét nói nói liền với con chữ m để tạo thành chữ ôm để viết chữ ôm cô cũng viết con chữ o rồi cô cũng viết nét nói nói liền với con chữ m Cuối cùng cô viết dấu mũ trên đầu chữ o để tạo thành chữ ô và được chữ ôm. để viết chữ ôm cô viết con chữ o trước rồi cô lại viết nét nói nói liền với con chữ m. Cuối cùng cô viết dấu móc trên đầu chữ O để tạo thành chữ Ơ và được chữ Ôm. Muốn viết được chữ chó đớm, trước tiên cô viết con chữ Cờ cao 2 ô ly, nói liền với con chữ Hờ cao 5 ô ly. Rồi cô lại viết con chữ O chạm điểm kết thúc của con chữ Hờ. Và cuối cùng cô viết dấu sắc trên đầu chữ O để được chữ chó muốn viết chữ đốm. Cô viết con chữ giờ cao 4 ô ly. Rồi cô lại nhấc phấn lên, viết con chữ O cao 2 ô ly chạm điểm kết thúc của con chữ giờ và viết nét nói nói liền với con chữ M. Tiếp theo cô sẽ viết nét ngang để tạo thành chữ đờ. Và dấu mũ trên đầu chữ O để được chữ ô. Và dấu sắc trên đầu chữ ô để được chữ đớm. Để viết chữ mâm cơm, cô sẽ viết con chữ M cao 2 ô ly. Rồi cô lại viết con chữ A cao 2 ô ly, chạm điểm kết thúc của con chữ M. Và cũng nói liền với con chữ M. Cuối cùng cô viết dấu mũ trên đầu chữ A để tạo thành chữ ớ và được chữ mâm. Muốn viết chữ cơm, cô viết con chữ cờ. Rồi cô lại viết con chữ O chạm điểm kết thúc của con chữ cờ. Và viết nét nói, nói liền với con chữ M. Cuối cùng cô viết dấu móc trên chữ O để được chữ ơ và tạo thành chữ cơm cô đã vừa hướng dẫn các con viết xong bây giờ các con hãy mở vở ô ly ra cầm viết chì lên và cùng luyện viết vào vở với cô nhé để giúp các con củng cố và mở rộng thêm kiến thức về ba vần mới học chúng ta sẽ sang phần trò chơi các con hãy nhìn xem đây là những chú bò đã bị đi lạc các con hãy tìm và giúp những chú bò này về đúng nông trại của mình để giúp được những chú bò về đúng nông trại trước tiên các con hãy nhìn xem trên mỗi chú bò có các tiếng các con hãy đọc xem các tiếng đó là các tiếng gì. Trên mỗi chú bò có các tiếng sớm, nhóm, khóm, cớm, đớm và thơm. Đây là ba nông trại của các chú bò. Nông trại này có tên là O mờ ôm. Nông trại này có tên là Ô mờ ôm. Và nông trại này có tên là Ơ mờ ôm. Nhiệm vụ của các con sẽ tìm xem chú bò nào có tiếng chứa vần O mờ ôm. Chúng ta sẽ giúp và đưa các chú bò đó về đúng nông trại có tên O mờ ôm còn những chú bò nào có tiếng chứa vần ô mà ôm chúng ta sẽ tìm và đưa về nông trại tên ô mà ôm và còn lại những chú bò nào có tiếng chứa vần ơ mà ôm chúng ta sẽ tìm và giúp những chú bò đó về nông trại ơ mà ôm nhé các con các con hãy tìm và giúp các chú bò đi nào à các con nhìn thấy những chú bò có tiếng khóm và tiếng nhóm. Đây là hai tiếng có chứa vần o mờ ôm, cho nên chú bò chứa tiếng khóm và nhóm. Chúng ta sẽ giúp và đưa về nông trại o mờ ôm. Còn chú bò chứa tiếng đớm và cớm là hai tiếng có vần ô ôm, cho nên chúng ta sẽ đưa hai chú bò này về nông trại ô ôm. Còn lại hai chú bò chứa tiếng thơm và sớm là hai tiếng chứa phần ơ mà ôm cho nên chúng ta sẽ giúp và đưa về nông trại ơ mà ôm các con có tìm và đưa giúp những chú bò về đúng nông trại giống như cô không nếu bạn nào làm giống cô cô có lời khen các con các con hãy cùng cô đọc lại ba vần vừa học hôm nay ôm 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 cô đã vừa hướng dẫn cho các con xong ba phần mới ôm ôm và ôm sau buổi học hôm nay ở nhà các con hãy mở sách ra đọc lại bài thật nhiều lần để luyện đọc trôi chảy và cũng nhớ là luyện đọc lại các bài đã học bên cạnh đó các con cũng cố gắng luyện viết cho thật nhiều để được viết đúng viết đẹp nữa nha các con cuối cùng cô chúc các con chăm ngoan học giỏi cô chào tạm biệt các con